Cuối tuần, căn nhà của bà Trần Thị Kiệm lại vang lên những câu hát quan họ cổ quen thuộc của câu lạc bộ quan họ truyền thống Nhị Hà. Với bà, những câu hát quen thuộc này là một phần không thể thiếu vào mỗi dịp cuối tuần. Đôi tuần thì có quan họ đến chơi nhà, thế thì tự dưng không gian trong nhà nó ấm cúng. Nhiều khi hàng xóm láng giềng cứ giỏng tai lên nghe các bà, các cô bên này hát, cứ bảo sao các chị hát hay thế, mà cũng rất là thích. Thế thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà tham gia cái câu lạc bộ này, và cũng được câu lạc bộ chọn làm cái nơi để mà thỉnh thoảng con họ đến chơi. Người ở Hà Nội, người ở Bắc Giang, Vĩnh Phúc, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng điểm chung nhất của họ là mong muốn giữ lại các làn điệu quan họ cổ. Họ hát theo những niệm luật, lề lối, quy định khắt khe của lối hát quan họ, chứ không tùy hứng như những cách hát khác. Đặc biệt của quan họ cổ nó khác là mình phải ca để mà đối từ, đối ca, đấy, trả lời được cái tình cảm mong muốn trong mình. Và câu ca quan họ cổ thì lúc nào cũng hát chay hát bộ, như là những lời đơn giản nhất mà chân quê nhất. Thế nên là thường thường là hát rủ nhau hát đôi, hát đúng, chứ không có hát nhạc như là quan họ mới. Theo như tâm thư của chúng tôi hiểu thì cái lời thơ hay lời ca của quan họ nó rất là dân dã, nó rất là mộc mạc, nhưng nó lại cũng rất là cao sang. Chúng tôi đi sinh hoạt chúng tôi cũng mặc, để chúng tôi đi chơi quan họ với các quan họ bạn chúng tôi cũng được mặc, và chúng tôi cảm thấy như thế. Thì khi đấy chúng tôi là những người trẻ trung, và chúng tôi nói được những cái điều là mình muốn nói qua cái lời thơ, lời văn của các cụ ngày xưa. Ngoài thời gian tham gia câu lạc bộ, các liền anh liền chị ở đây còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với các câu lạc bộ ở nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng. Không âm thanh, không loa đài, theo những thành viên của câu lạc bộ, sử dụng những thiết bị này sẽ làm mất đi những nhấn nhá, nảy hạt, luyến láy của cách hát cổ. Chúng tôi rất là tự hào khi được là một thành viên của câu lạc bộ quan họ này, và chúng tôi ai cũng càng ngày càng tinh tấn hơn trong việc học tập từng ca từ và giúp nhau trong cái việc học hát cũng như là giao tiếp trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn là cứ về sau này thì chúng tôi có thể làm sao lan tỏa được nhiều hơn đối với lớp trẻ, tức là làm sao để khơi gợi những cái niềm yêu thích, những hiểu biết về giá trị của những cái văn hóa cổ truyền. Dù cuộc sống còn bộn bề, nhưng tình yêu quan họ với họ chưa bao giờ vơi bớt. Mỗi người đều tự cố gắng, chất chiêu để có thể giữ được lửa cho quan họ lâu hơn.